Trao Trải, hệ tư tưởng mới của khán giả phim Giờ Vàng gọi tên Khương Liều Bản Mộc. Biết ai không? Anh Khương Liều Bản Mộc gì? Anh Yang Hồ An Toàn nói lớn, nhưng hở ra câu nào tấu hài câu đó còn viral khắp top top. Vũ tê! Ông vui quá nhờ, họp lớp à? Đã lái rượu thì cùng xe, chuẩn luôn. Anh em nó phải nét căng. Trên phim toàn vai Yang Lech nhưng ngoài đời vừa hiền vừa ngơ. Bê nguyên quả đầu cực chất đi nhận giải thưởng, còn suýt vô ếch. Ấy cái gì vậy trời? Trời ơi! Đóng toàn vai khó ưa làm mẹ lo dùng, sợ người ta tưởng con trai là Yang Lech thật. Xin lỗi bác, nhanh. Làm tí không? Tao học được cái đầu của ông Quân. Và sẽ bất chấp tất cả của đại ca. Trong lúc Đi Giữa Trời Rực Rỡ đang ngày càng xuống dốc vì thiết lập nữ chính khó hiểu, bị chờ Evoen, vô tình, nam chính Trải dần mất hút thì Độc Đạo lại đang là bộ phim được nhiều khán giả nhắc tới. Nếu trước đó, Trải của Long Vũ gây bão khắp top top, thì Khương Liều do nghệ sĩ Duy Hưng giờ đang dần chiếm spotlight, thậm chí hệ tư tưởng của anh dân chơi Bản Mộc đang được dân tình chia sẻ nhiệt tình. Là con trai của ông trùm khét tiếng Lê Toàn, Khương Liều không chỉ có máu liều mà còn thích làm càn, ai đụng là trụng, ai chạm là dã. Với ngoại hình bặm trợn, gương mặt lúc nào cũng hếch lên tận trời, cả cái Bản Mộc không ai là không biết và không sợ Khương Liều. Nhờ có bố chống lưng, anh có thể quậy đục nước, thậm chí về nhà vẫn giữ thái độ lấc cấp. Mặc dù phong thái Yang Lech đầy mình, nhưng Khương Liều lại rất có khiếu hài hước. Anh không cần hài, vì hài tự tìm đến anh, bởi cứ thở ra câu nào là lại tấu hề câu ấy, thậm chí những câu nói của Khương Liều giờ còn rất viral trên mạng xã hội. Vũ tê! Ông vui quá nhờ, họp lớp à? Đã lái rượu thì cùng xe, chuẩn luôn. Anh em nó phải nét căng. Không chỉ lời nói, hành động của Khương Liều cũng làm khán giả tưởng đâu đang coi phim hài chứ chẳng phải hình sự phá án. Hẳn là đu chen như ném luôn cái điện thoại xuống núi, làm đàn em tiếc muốn xỉu nhưng không dám làm gì. Muốn đua xe là phải hỏi Khương Liều, anh đem xe đạp hồng ra là tắt điện. Khương Liều quậy khắp cái bản, sợ phải trưởng thành vì lớn rồi nhiều nỗi lo, nhưng vẫn muốn cưới vợ và hứa lo lắng đầy đủ cho nương tử. Nói chung nghệ sĩ Hoàng Hải có Trải báo đã đành, còn thêm Khương Liều làm chú muốn tiền đình từ phim này qua phim khác. Trên phim lấp cấp Yang Hồ thế thôi, chứ Khương Liều ngoài đời thật lại rất hiền lành, thậm chí còn hơi ngơ ngơ. Được biết, trong lúc đang gây bão với Khương Liều ở Độc Đạo thì nam diễn viên Duy Hưng đã kịp đi nhận giải thưởng quan trọng trong sự nghiệp. Anh giành được giải thưởng nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại cánh diều vàng năm nay. Đi lãnh giải mà Duy Hưng bê nguyên cái đầu của Khương Liều tới, nhìn thì Yang Lech nhưng lại suýt vô ích vì vấp phải váy của Thanh Hương, may là phanh kịp. Thực tế không chỉ Khương Liều trong Độc Đạo, với ngoại hình có phần bặm trợn thì Duy Hưng từng hóa thân thành không ít kiểu vai Yang Hồ trên màn ảnh. Trước đó, vai Chí trong Người Một Nhà đã giúp Duy Hưng giành giải cánh diều vàng cũng là một vai Yang Lech. Ở bộ phim này, Duy Hưng còn nuôi thêm dâu và làm cho bản thân thêm già đi. Chẳng thế mà khi anh làm anh trai của Tuấn Tú trên phim thì ai cũng tưởng ngoài đời Duy Hưng hơn tuổi thật. Thực tế thì Duy Hưng kém Tuấn Tú 5 tuổi. Được biết, Duy Hưng đã cưới vợ từ năm 2019. Anh cùng bà xã có một con trai, gia đình nhỏ bên nhau vô cùng hạnh phúc. Chia sẻ về gia đình, Duy Hưng cho biết bà xã thì không lo lắng chuyện anh thường xuyên thủ vai Yang Lech trên phim, thay vào đó là mẹ lại rất băn khoăn, sợ người ta tưởng con trai đi làm Yang Hồ thật. Anh cũng khẳng định luôn là ngoài đời rất hòa đồng, có sự lầm lý nhưng hoàn toàn không giống những vai diễn đã thể hiện.